Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết Hà Nội duy trì nhiều mây, mưa rông rải rác đan xen những khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Chiều tối và đêm nay, mưa rào và rông sẽ xuất hiện ở vài nơi, cục bộ có nơi mưa to và mưa theo từng vùng, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm từ 87 đến 95%. Sang ngày mai, mưa rông chỉ còn xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối, với lượng mưa từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm từ 72 đến 97%. Dự báo từ nay tới cuối tuần, nền nhiệt ở Hà Nội có xu hướng sẽ tăng dần khi mà mưa giảm, nắng xuất hiện với cường độ mạnh hơn. Mưa rông chủ yếu tập trung vào chiều tối và sáng sớm, với lượng mưa giảm dần đến cuối tuần chỉ còn khoảng 3 đến 10mm, nhiệt độ dao động trong khoảng 26 đến 35 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng thời gian từ tháng 9 và tháng 10, hiện tượng Enso có khả năng sẽ chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất từ 60 đến 70%. Do vậy, từ nay đến tháng 10, trên Biển Đông khả năng xuất hiện khoảng 6 đến 8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có 2 đến 4 cơn bão đổ bộ vào đất liền. Dự báo tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ trong tháng 8 ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 9 cao hơn từ 5 đến 15% và tháng 10 là cao hơn từ 10 đến 30%. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, có mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín cho tới Mỹ Đức, có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, có mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này, với nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 6 giờ 30 phút sáng mai.